xin chào cả nhà. Tiếp tục lên sóng cho em dòng sản phẩm nồi cơm cao tần hàng Nhật Bản đến thương hiệu Joji, dòng con voi đây. Đây là một trong những top sản phẩm nấu cơm ngon tại thời điểm bây giờ anh em nhé. Dung tích 1 lít, điện áp 100V, công suất tầm 1200W và đời 2014. Giá tại thời điểm này 1.700.000 bao ship cho anh em. Em này có một cái điểm trừ là cái vành nồi đây, cái vành này, vành mạ này nó bị reset này. Anh em về có thể đánh qua đi. Đấy, anh em có thể quét tí sơn vào cũng được các bạn nhá. Đấy, còn nó không có điểm là trừ nào khác. Con này thì nó rất nhiều chiếc lấu, anh em nhìn khoảng tầm hơn 20 chiếc lấu và đặc biệt có cả cơm cháy và xôi cháy anh em nhá. Hình thức bên ngoài đẹp tầm 85%, màu trắng không bị ngả màu. Đấy, mặt trên còn rất đẹp, chưa sát sát. Và thời gian còn nguyên. Bên mình đã thay pin mới rồi, anh em yên tâm sử dụng rồi. Phần bên trong đây cho anh em. Hệ thống răng cao su này, quá đẹp luôn. Xanh nõn nà. Phía trong cũng rất là sạch. Đây anh em nhá. Xong rồi. Xong thì có một điểm 2 chấm nhỏ bé bé thôi các bạn. Nó còn rất là đẹp, xong platinum. Đấy, rất sạch sẽ anh em. Giá 1.700.000 và bảo hành cho anh em 6 tháng, bao ngon cơm các bạn nhé. Bao ngon cơm luôn. Dòng Joji bay thì là trong top sản phẩm nấu cơm ngon rồi, các bạn yên tâm sử dụng thôi. Đấy, giá thời điểm này anh em nhé, anh em cần alo 0979665264. Thì cái dòng này tại sao gọi đĩa bay, vì cái phần nắp van này trông nó như một cái sân bay hay gọi dòng Joji đĩa bay. Đấy, kết hợp với công nghệ trí tuệ AI trí tuệ nhân tạo là càng ngày nấu cơm càng ngon hơn anh em nhé. Ok, mua là sản phẩm LPPT10. Ok, xin chào anh em ở những video sau.